Theo công bố của Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành hàng không đã thực hiện trên 129.500 chuyến bay, trong đó có trên 98.100 chuyến bay đúng giờ, đạt tỷ lệ 75,7%. Vietnam Airlines là hãng hàng không đúng giờ nhất, với chỉ số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 84,1%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của ngành. Xếp sau là Vasco và Viettravel với tỷ lệ bay đúng giờ lần lượt đạt 84% và 83,6%. Bamboo Airways tiếp ở vị trí thứ tư với tỷ lệ đúng giờ đạt 83%. Mặc dù hãng bay này từng nhiều năm liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng về đúng giờ của ngành hàng không Việt Nam và bỏ xa các đối thủ còn lại, Vietjet Air đứng cuối bảng với tỷ lệ đúng giờ đạt 65,8%. Trước đó, theo Cirium, công ty phân tích dữ liệu hàng không và đối tác chiến lược của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Vietnam Airlines được xếp hạng là một trong năm hãng bay đúng giờ nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng với các hãng hàng không Japan Airlines, All Nippon Airways, Peach Aviation đều là các hãng Nhật Bản và Air Asia Malaysia. Vietnam Airlines cũng luôn ghi nhận chỉ số đúng giờ ở mức cao gần 90% từ nhiều năm qua.